Tại vì lúc đó anh có nói là anh có tâm muốn đi tu làm linh mục á, cho nên là anh không có quan tâm đến cái chuyện yêu đương. Thì khi gặp Bích thì chụp hình thì thấy sao nói vậy thôi, tức là mình khen thật lòng và mình thể hiện cái điều đó thôi. Những cái cô trước mà lúc anh mời đóng MV á, anh có thường dành lời khen cho họ không? Chưa bao giờ luôn. Tự nhiên tới Bích cái tự nhiên lúc mà anh khen xuất phát nói vậy à. Lúc mà anh khen em như là thiên thần thì em suy nghĩ sao? Em wow. Wow. Tại vì em cũng không nghĩ là em được khen như thiên thần đâu ạ. Em bất ngờ. Em bất ngờ. Có rung rinh không? Thật ra mà nói là em rất là ấn tượng bởi anh Tùng. Nghĩa là ngày xưa thì cũng đi quay rồi cũng gặp một số người nam này kia kia nọ, nhưng mà thường là đi làm xong đi về cũng không quan tâm nhiều. Với lại mình cũng không có tư tưởng là mình sẽ lấy người trong nghề. Thật sự luôn á, ấn tượng một cái là quay xong á, anh Tùng cũng rất là đàng hoàng, không có bao giờ mà thả thính. Từ cái ngày một chụp hình là chụp hình xong rồi về, không có bao giờ mà này kia cái nọ hết. Xong đến ngày thứ hai là bắt đầu chính thức đi ra Nha Trang quay. Thì quay nguyên một ngày rồi cũng rất là đàng hoàng, cũng rất là quan tâm đến em và cũng như là những người đi cùng, gia đình của anh lúc đó cũng đi theo đi cùng. Thì em cũng ấn tượng với anh Tùng là sao cái anh ca sĩ này anh có vẻ như là anh rất là điềm đạm và yêu chắc thương. Có gia đình đi theo nên ngoan. Tức là em thấy anh rất là quan tâm đến những người trong gia đình nha. Em rất là trân trọng và em cảm thấy là trong cái ánh nhìn của mình là anh em là một người ca sĩ đàng hoàng. Rồi vậy thôi. Nhưng mà xong sau đó thì cái ngày đó là quay hết nguyên một ngày thì ảnh ký tặng cho một cái đĩa hình như là Ngôi Sao Lẻ Loi đúng không anh? Đúng rồi. Lúc đó còn ghi cái câu là thương tặng bé Bích nữa. Rồi tặng cho em xong rồi lúc đó đi về. Xong sau đó mấy ngày sau thì nhắn tin cho em. Em cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà nhắn tin cho em rất là bình thường. Kiểu cũng như là muốn mời em đi một ăn một cái bữa để mà cảm ơn em thôi. Rồi xong cái đi ăn. Cũng là cái ngày đầu tiên gặp nhau rồi. Tự nhiên sau ngày hôm đó nói chuyện nhau hợp gu rồi tự nhiên thích nhau luôn. Rồi xong trong ngày hôm đó luôn. Không, em cũng có cảm tình trước đó với ảnh rồi. Cảm tình nghĩa là cảm tình là một người đàng hoàng đó thôi. Thế còn anh? Vì sao anh lại có thịnh tình mời cô gái này đi ăn để cảm ơn sau đó? Anh có thật sự là lúc đó anh đang có ý định tấn công chưa? Chưa. Hay là chỉ là đơn giản là cái sự chân thành của anh thôi? Quý mến thôi. Và qua cách làm việc thấy sự nhiệt tình, thấy sự hết lòng. Rồi cái phong thái kiểu như nói nó rất là trong trẻo như vậy đó. Cho nên là quý mến như là một người em vậy thôi. Rồi mời đi ăn. Rồi ăn như là kết giao anh em rồi quen biết vậy thôi. Chuyện thôi. Sau vài lần ăn uống. Sau vài lần đúng không? Chứ còn ngay cái lần ăn đầu tiên đó là chưa có hoàn toàn bị rung động đúng không? Chưa đâu, chưa. Trái tim của một người dự định làm linh mục nó khác. nó cũng chưa có dễ dàng bị liêu siêu đổ liền. Yeah. Nhưng mà thật sự em cũng chưa nghĩ đến cái chuyện là em sẽ quen với anh Tùng đâu. Lúc đó là em chưa bao giờ nghĩ là mà thật sự cũng không ai nói lời yêu với ai hết á. Rồi tự cái nó đến thôi á. Qua những cái lần mà đưa Bích về gia đình ăn uống này kia đó thì Bích rất là siêng năng đi vào phụ nấu ăn hay là rửa chén, dọn dẹp này kia nọ. Rồi tiếp xúc thì thấy sự nhẹ nhàng, hiền lành, nói chuyện rất là chân thật. Cho nên là từ mẹ anh cho đến anh của anh, rồi cậu của anh đó, đều có một cái cảm tình rất là nhiều với Bích. Và trong một cái dịp mà giống như là canh thức khi mà đám tang của ông ngoại của anh đó thì mọi người mới ngồi ăn uống rồi tâm sự này, thì mọi người mới bộc bạch ra như vậy. Nói rằng Bích là một bạn gái mà từ trước giờ là cậu hay là anh hay là má thấy rằng phù hợp với con nhất. Đó. Thì qua cái chia sẻ, cái tâm sự của mọi người như vậy thì mới làm cho anh cảm thấy té ra là mọi người có một cái sự để ý, một cái sự quan sát và đón nhận như vậy. Và tự nhiên trong lòng anh cảm thấy đây có lẽ là người phù hợp với mình nhất.